Dealer Việt Nam tiến hành thay gạt mưa cho em Kia Sportage 2012 nhỉ. Thì em này sẽ sử dụng là một cặp Dealer Super Fast Premium 18 inch và 24 inch, kích thước chuẩn xác để cho anh em sau mình có thể dễ dàng thay. Cái cặp cũ của anh chủ cũng đã thay rồi nhưng mà kích thước là hiện tại đã sai. Đây là 12 inch là sai. Em này kích thước chuẩn trên website của Dealer Việt Nam.vn là 18-24 là chuẩn xác. Ok, hạ xuống em ơi. Hạ xuống cho anh đi. Đấy, nó phải khít như thế này là chuẩn xác nhất. Đấy. Super Flat là một dòng gạt mưa mềm, gạt mưa thân mềm, liền khối lõi thép, kết hợp với lưỡi cao su được phủ Lalo Graphite rất là bền. Đấy, chi phí thì rất là ok. Một đôi này của em nó là 400.000. Trong thời điểm hiện tại thì khách hàng qua Dealer Việt Nam sẽ được tặng thêm một nọ nước rửa kính dung dịch đậm đặc, Dealer Clear 3ml, pha với 30ml nước là ok.